Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với nhà vô địch Contestar. À nhầm, áo quân Contestar Phước Lộc Gaming. Đấy, bây giờ bao nhiêu cái giải đấu mình chưa được vô địch các bạn ạ. Bây giờ mình đã được áo quân thôi, nhưng mà thấy tiền nhiều không? Wow. Thì hôm nay mình chính thức làm event siêu khủng với cái số tiền này nha các bạn. Nani? Thì các bạn nào mà ấn like và đăng ký kênh á, với trả lời đúng cái câu hỏi mình đưa ra trong video này á, thì các bạn sẽ nhận được một phần quà trong cái giải thưởng này của mình nhá. Thì cái phần quà như thế nào á, thì các bạn á phải trả lời đúng câu hỏi này nha. Trong trận đấu của bộ phim này của mình được bao nhiêu kill headshot, các bạn phải xem từ đầu đến cuối thì mới trả lời được câu hỏi này nhá. Thì bạn phải trả lời và comment ID ở phía bên dưới và like và đăng ký kênh á thì mới tính là hợp lệ nhá. Ok, bye bye mọi người. Và bây giờ mình cùng vào xem phim bắt đầu mọi người. Let's go. Trước khi vào phim, Lộc sẽ thông báo cho mọi người biết Honkai Star Rail vừa cập nhật phiên bản 2.6 biên niên sinh hoạt pháp của Ben Kenny. Đây là tựa game JRPG vũ trụ kỳ ảo mới đa nền tảng do Hollywood, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất. Game miễn phí đa nền tảng, có thể trải nghiệm trên PC, PS5 và thiết bị di động và chia sẻ dữ liệu đa nền tảng. Hiện tại game đã có mặt trên PlayStation 5. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một nhân vật mới, đó chính là Rappa. Rappa là nhân vật vận mệnh chi hớt, hụt tính số ảo, là thành viên của cảnh binh thiên hà, một ninja yêu thích văn hóa hệ hưởng đường phố, tôn sùng trừng trị cá, tuyên dương cái hiện, là một ninja hệ hưởng. Trang phục của Rappa chứa đầy các yếu tố ninja và hình thành. Trong tay cô cầm thanh kiếm ninja màu đỏ, đầu đội mũ có sừng quỷ màu đỏ, ngay cả giữa hắt lưng cũng đeo hai thanh kiếm trắng. Sự kết hợp hệ hưởng cũng cho thấy cô thích chạy theo xu hướng. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao màu hồng, mặc di lê ngắn màu đỏ, cổ đeo ghi băng hiệu ứng quỳnh quang. Rappa là nhân vật vận mệnh chi hức hụt tính số ảo, hiệu ứng tấn công của cô ấy gắt ngầu. Mỗi khi cô ấy thi triển tấn công hường và chiến kỹ tấn công kẻ địch đều sẽ dùng sát hường tạo hiệu ứng graffiti đẹp mắt. Khi Rappa thi triển tuyệt kỹ, cô ấy sẽ mang kính bảo hộ và nhắm bắn kẻ địch, đổi sang góc nhìn thứ nhất, mang đến cho người chơi trải nghiệm sống động như hở. Ngoài ra, Rappa thi triển bí kỹ có thể ngồi ván trượt để trượt, dọc đường sẽ để lại hiệu ứng phun sơn, gặp kẻ địch sẽ dùng ván trượt để tấn công đối thủ. Rappa khẳng định có thể bóp nén một hành tinh bằng tay không. Hai nhân vật quay trở lại, Acheron và Aventurine. Acheron là nhân vật vận mệnh hư vô, hụt tính lôi, một cô gái mạnh mẽ lạnh lùng ít nói, hâm sâu khó lường. Cô có một thân phận đầy bí ẩn, điểm bạo lực bùng nổ, băng sơn mỹ nhân phong cách Nhật Bản, trên áo choàng màu tím chứa đầy nguyên tố hỏa nhiệm, xà cốt quy diện tượng trưng cho cái chết, vũ khí là một Hitachi. Acheron có hai hình thái, sau khi gút đao sẽ tiếp nhận sức mạnh của hư vô, thế giới trở thành ba màu trắng đỏ đen. Acheron là nhân vật vận mệnh hư vô, hụt tính lôi, tuyệt kỹ có thể gây nhiều đòn sát thương ở mức rất cao. Ngoài ra còn Aventurine cực kỳ chú trọng ngoại hình, có niềm đam mê cuồng nhiệt với hàng hiệu, mặc quần áo gắt đắt tiền, gắt phách lối, bị Sparkle kêu là khổng tước bé nhỏ, là một trong những bộ mặt của bộ phận đầu tư chiến lược. Aventurine tính cách phóng khoáng, mặc dù nhiều lúc hơi tùy tiện nhưng không hề làm người ta ghét bỏ. Trong phiên bản 2.6 còn rất nhiều sự kiện mới chờ bạn chơi. Trong sự kiện học viên âm nhạc với chủ đề chính là game âm nhạc, người chơi phải lôi kéo sinh viên của các học viên để lập ban nhạc riêng, hoàn thành buổi biểu diễn âm nhạc. Ngoài ra còn vũ trụ mô phỏng, chiến tranh học phái đợi bạn trải nghiệm. Miễn phí gút X10 đang chờ bạn, đăng nhập 7 ngày để nhận 10 vé tinh cầu đặc biệt. Hãy dùng nó để rút Rappa, Acheron và Aventurine nhé. Và đây là mã code mình dành tặng cho tất cả các bạn nhập vào để nhận ngay 50 ngọc ánh sao. Lên tải game mình để hết dưới phần mô tả và phần bình luận rồi. Các bạn hãy nhanh tay tải Honkai Star Rail về để trải nghiệm cùng mình nhé. Nhớ chưa kìa, lúc mình yêu em ấy, bạn bè mình đứa nào cũng phản đối quyết liệt. Đứa thì nói đừng yêu mấy đứa nhỏ tuổi hơn, đứa thì nói yêu vào kiểu gì mày cũng hối hận. Nhưng mà lúc đấy mình vẫn cố chấp yêu em đấy, tại vì mình nghĩ tình yêu đâu cần phải phân biệt tuổi tác đâu. Và đến tận bây giờ tụi mình vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi. Hôm nay mấy bạn xíu nữa mới vô game được, bây giờ mình đi game chơi trước một trận vậy. Chào anh đẹp trai, trận này em sẽ cho anh tuột sao? Phải, cái gì đây? Đen lắm mới ghép trốn kẻ phản diện luôn á trời. Khiến cho đồng đội cây cũ là sở thích của ta. Người gì đâu, quá đáng vậy, trận này coi như bỏ thật rồi. Bạn phản diện ơi, nói chuyện này là mình lên hết đấu rồi, xin mời đừng phá bằng tôi được không? Đương nhiên là không rồi, phản diện không có bình thường đâu nên khỏi xin nhé. Đừng mà bạn, mình khó khăn lắm mới leo được, xin mời đừng làm vậy mà. Tội bạn đấy ghê á. Năng nỉ cậu luôn đấy. Nói ít thôi, ý của chị đây đã quyết, khó có thể thay đổi lắm. Thôi, không sao đâu, bạn gì đó ơi, chúng mình cứ tập trung vào bắn đi, 3v4 nhỡ đâu lại hắn. Ảo tưởng hả anh trai, tôi hết ai mà mọi người thắng được đó. Mình thấy cũng không ổn cho lắm, bình thường bắn 4v4 còn khó thắng, giờ 3v4 nhất thua luôn. Đây là game đồng đội mà, cho dù anh trai có bắn hay đến mấy thì cũng chẳng gánh nổi đâu. Giờ phải làm sao đây, mình cũng không muốn hụt trận này xíu nào. Đẹp gái không mọi người? Chà nhẹ, mình bảo xấu như quỷ. Chơi game kiểu này chán thiệt, gặp kẻ phản diện coi như chúng nó thua.
chén chả muốn nói, tôi lại mất công cày lại. Giờ mình phải nghĩ cách khắc chế tên phản diện này lại mới được. Cậu ơi, cậu có người yêu chưa? Em chưa có anh trai ơi, sao thế, có chuyện gì vậy? Nghe giọng như này chắc chắn là lớn hơn mình, vậy mà dám xưng em. Thôi được rồi, cố gắng vậy. Em có muốn làm nhiều anh không ạ? À đù, muốn chứ, anh đẹp trai dễ thương như vậy mà. Thế thì em phải làm được hai yêu cầu này của anh. Yêu cầu gì đó anh nói đi, em đây tự tin làm được hết. Yêu cầu thứ nhất, đó là em phải bắn thắng trận tự chiến này. Ui giời, đơn giản, để em bắn luôn nè, kiểu gì cũng thắng luôn nha. Vậy là mình lùi gà thành công rồi. Anh nói cái gì vậy? À không có gì đâu ạ, à. Ảo ghê ta, nói nhỏ như vậy mà cũng nghe tiếng được. Em mà lên bắn mấy con bóng tụi gì mà thắng được. Ủa, chị bán diện chị lên bắn rồi à. Cậu ơi, cậu đúng đỉnh luôn á. Cũng bình thường thôi cậu ạ. Giờ là cậu yên tâm, trận này kiểu gì cũng thắng rồi nhá. Vui quá, cảm ơn cậu nhiều nha. Trời ạ, à, không có gì đâu cậu. Nó yếu rồi cậu ơi, bắn nó đi cậu. Bắn cẩn thận nha anh em ơi, cẩn thận không thua. Từ bao giờ phản diện mà lại sợ thua vậy? Cũng vì muốn có được ai đó nên em mới như vậy. Vậy thì cố lên nha. Sao thua rồi mọi người? Vậy là em đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất rồi nhé. Còn yêu cầu thứ hai là gì vậy anh yêu? Nói luôn đi. Cái gì cơ? Anh yêu, ói rồi, nổi hết cả da gà luôn á trời. Chờ anh chút nữa đi, anh sẽ dạy cho nhóc một bài học. Nói đi anh yêu ơi, em nóng lòng lắm rồi. Yêu cầu thứ hai, em phải solo hắn anh. Tưởng gì khó chứ solo là nghề của em rồi. Chứ mày là người yêu em đi baby ơi. Nghe có vẻ tự tin nhỉ. Chứ sao, anh là con trai thật nhưng không ăn được em đâu. Muốn ăn được em chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Để hôm nay anh sẽ cho em thấy không cần nằm mơ nhưng vẫn thắng được em. Anh nhờ ai bắn đúng không? Dù là con trai nữa cũng không thể bắn hay như vậy được. Anh bắn mà em. Không chịu đâu, vì sao anh không nhường em để chúng ta có thể thành đôi hả? Nói thật nhá, thật ra anh có nghiêu rồi. Nãy giờ anh cố tình làm vậy để không bị hô chặn vừa nãy thôi. Với cả hai đổi cách xưng hô đi, chúng ta không là gì cả. Được lắm, dám đùa giỡn với ta. Ai kêu là phản diện phá game? Mày cứ đợi đi, tao sẽ cho chị tao xử lý mày mà chuyện chưa dừng lại ở đây đâu nhé. Vậy hả? Thôi anh ra chơi game với nghiêu anh đây. Bye bye kẻ phản diện nha. Nghiêu mình đâu rồi ta? Sao vẫn chưa thấy on vậy? Không biết đi đâu rồi. Để mình thử gọi em ấy xem sao. Em ơi, em hết bận chưa ạ? Vô game chơi với anh. Chắc phải tầm 5 phút nữa em mới chơi game với anh được. Vâng ạ, vậy để anh đợi em. Mà hình như hôm nay reset rank tự chiến đúng không? Dạ đúng rồi em ạ, tí nữa chúng ta leo nha em. Ok nha, mà anh vào huấn luyện bắn cho quen tay đi. Tí leo chơi dễ, lát em vào game em hàng đội. Vâng ạ, em ấy vẫn tâm lý như ngày nào nhỉ? Em hẹn đội mà anh không chịu ra, mãi mê bắn như vậy à? Có đâu, em hẹn cái là anh ra liền mà. Dạ anh, vô chơi nha anh, rảnh lúc nào là chơi với anh lúc đó luôn. Vâng ạ, vô thôi em ơi. Thỉnh thoảng em mới chơi game cùng với anh có buồn không? Dạ có, nhưng mà anh hiểu cho em ạ, em cứ làm việc của em đi, rảnh thì chúng ta chơi với nhau. Người yêu tôi đó mọi người ạ, à, hiểu chuyện nghe luôn á. Lớn hơn mày tận 2 tuổi, chẳng hiểu chuyện hiểu cái gì. Đấy, anh bắt đầu lại hư rồi đó. Thì em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà em là người yêu của anh phải gọi đàng hoàng chứ. Không được mày tao nghe chưa? Anh biết gọi, nãy giỡn xíu thôi mà. Chạy cẩn thận không chết đó, bên đó có một thằng chạy qua kìa. Gục rồi em ơi. Đù ghê ta, nay luyện trình bắn hay quá nhỉ. Cũng bình thường thôi, em cứ khen quá, nghe thật ý. Người yêu em không khen thì khen ai? Ghê vậy sao? Ủa em đâu rồi, sao đứng yên một chỗ vậy ạ? Đi đâu rồi ta? Hai đứa kia, chúng mày không lên bắn đi, đứng đó làm cái gì vậy hả? Bạn không cảm với mình với, nghiêu mình đang lỗi mạng thì phải. Đây rồi, lên bắn thôi anh. Ủa, sao gục rồi? Nãy em đi đâu về ạ? À, nãy em đi lấy cái sạc để sạc điện thoại ý. Máy em hết pin á. Mà anh ơi, xong trận này em đi sạc pin cái nha. Chứ vừa chơi vừa bán đúng máy lắm. Vâng ạ, buồn nhỉ, vừa mới được chơi cùng em một trận. Thôi mà, đợi xíu đầy pin, em chơi với anh sau nha. Đừng buồn nha anh yêu. Vâng ạ, thế em sẽ đi nha, đầy pin nhắn anh nha. Em biết rồi nè, bye bye anh nha. Vâng ạ, bye bye em. Hai, càng ngày chơi game với em nghiệu càng ít. Nhớ trước kia suốt ngày chơi với mình. Cứ để mọi chuyện không theo tự nhiên vậy. Thôi mình cũng không nên nghĩ nhiều nữa.
Lại là cô nhóc phản diện hôm bữa nữa hả? Mời mình làm cái gì không biết? Đây nè chị, chính anh ta đã gặp tức em vẫn cay từ lúc đó tới giờ luôn ạ. Ủa, cái tên quen quen ta, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải, là ai nhỉ? Chị, nói gì đi chứ, xử lý anh ta giúp em coi. Ủa, là sao anh? Trùng hợp ghê nhỉ, anh còn nhớ tôi chứ, gặp nhau trong huấn luyện nè. À, ra là vậy, tôi nhớ rồi. Là sao, hai người biết nhau hả? Chuyện của cậu khịa tôi tính sau đi, còn chuyện của nhỏ em tôi, sao anh lại chơi xấu nhỏ em tôi vậy hả? Ờ kìa, chơi xấu, thế nào là chơi xấu cơ? Anh lớn rồi lại đi lừa một cô nhóc, bộ anh cũng rảnh dữ ha. Ơ này, ai bỏ em cậu đi làm phản diện, phá người khác, với cả tôi làm vậy bình thường mà, có gì quá đáng đâu. Làm phản diện thì đâu liên quan gì đến anh đâu. Ơ hay, sao lại không liên quan, làm như vậy tụt hết gan anh đó. Thôi, không dài dòng với anh nữa, chị xử lý anh ta đi. Giờ như thế này đi, nãy tôi đã lỡ hứa nhỏ em tôi là sẽ solo kèo với cậu rồi. Ơ kìa, lại solo tiếp hả, mà kèo như nào vậy? Nếu cậu thua, cậu phải xin lỗi nhỏ em mình một tiếng, chỉ như vậy thôi. Còn nếu mà cậu thua, thì đi em cậu, không được làm phải gì nữa đâu nhá. Chuyện này... Chơi luôn đi chị, kiểu gì anh ta trả thua, chị bắn bờ rồ vậy mà. Ok, vậy chơi luôn nhá, ra đi mình tạo phòng. Hy vọng là mình sẽ không thua, mong là điều may mắn sẽ đến với mình. Chỉ là anh nhớ em thôi còn cao biết làm sao. Em ở đâu thì anh phải chờ đợi. Một phố lỡ là lỡ pha vào đôi má đêm. Anh đã vội đánh con tim ra về em. Ôi, nốt trận này là hắn rồi hả? Phải tập trung chứ bị lạc kèo là đi luôn. Ủa, Nghiêu mình gọi nè. Anh đang làm gì đấy? Dạ anh đang solo em ạ, à. Sao thấy em? À không, em chỉ hỏi xem anh đang làm gì thôi. Vậy anh chơi đi nhá, bye bye anh nha. Vâng ạ, à. Ủa sao lạ vậy? Em mới tự dưng hỏi vậy là sao ta? Mà thôi kệ đi, chắc không có gì đâu. Chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Chị thua rồi, anh ấy bắn ghê quá. Vãi thật, em thất vọng với chị quá, không ngờ chị lại thua cái thằng này. Thôi, từ giờ bỏ làm phản diện đi nhá, chứ chị mày không cứu được mày đâu. Cay thiệt chứ. Cho mình gửi lời xin lỗi thay cho nhỏ em mình nha cậu. Ủa, sao lạ vậy, tưởng nãy cô ấy chửi mình cơ mà. Tại lúc đó mình chưa biết rõ mọi chuyện thì mình nói vậy. À thế à, thôi không có chuyện gì nữa, bye bye cậu nha. Khoan đã, mà tôi chưa xử lý cái chuyện cậu khịa tôi trong huấn luyện đâu nha. Bộ cậu mắc khịa người ta lắm hả? Nè, xem lại đi nhá, là cậu khịa tôi trước nên tôi mới khịa lại. Nhưng mà tôi khịa mấy hành động thân thiện mà, còn cậu khịa hành động cắt cổ các thứ. Thôi đi, không phải lý do, cậu đúng giống mấy đứa trẻ trâu luôn. Không hề nha, có cậu trẻ trâu ấy. Thôi, tôi không gắn ở đây cãi nhau với cậu đâu, bye. Giờ mới để ý, cái máy mình còn 5% pin luôn. Thôi đi sạc tí chơi tiếp vậy. Ủa, em Nghiêu mình đang on nè. Sao vào trận luôn rồi, sao em ấy không rủ mình nhé? Để mình thử xem em ấy chơi với ai. Tự dưng thấy buồn quá, phải kiếm đứa bạn tâm sự mới đỡ. Adu, nay mờ tao luôn sao? Lâu lắm rồi mới thấy mày mờ tao luôn á. Mày ơi, tao buồn quá. Sao mà buồn, nói nghe coi. Mà mày vẫn yêu cô nhóc đó từ bữa tới giờ đó hả? Đúng rồi mày, nhưng mà dạo này cô ấy cứ làm sao mày ạ, ít chơi game với tao lắm. Vậy là có vấn đề rồi nha. Chứ một khi đã yêu thì người ta lúc nào cũng muốn chơi cùng nhiều hết á. Mấy bạn bên kia bắt cô ok đấy mày. Nhưng mà vẫn gà hơn tao, mà kệ đi, tập trung vào vấn đề mày muốn giải quyết kìa. Hay, nói chung lúc nào tao gỗ cô ấy chơi game, em ấy cũng đều kêu bận. Mà tao không hiểu, bận cái gì mà lắm thế không biết. Tao thấy con bé đó trẻ con vãi. Với cả tao cũng không có hiền cảm với nó cho lắm. Ờ kìa, sao lại nói thế? Thì trước giờ tao vẫn luôn nói thế mà. À, mày nhớ trước lúc mày yêu cô bé đó, đa số mấy đứa chơi với mày đều phản đối không? Thì chúng mày nói lẽ mấy trẻ trâu, rồi chỉ là tuổi, không hạnh phúc này nọ còn gì. Mà nói thật, tao thì lại không quan tâm tuổi tác đến thế. Thật ra cái đó chỉ là một phần nhỏ trong cái lý do phản đối thôi. Tao định đợi mày chia tay nói rồi nói. Mày nói vậy làm tao hoang mang quá à, là sao vậy? Có nên nói bây giờ không nhỉ? Nói luôn đi mày, chứ mày làm tao tò mò quá à. Thật ra là cái cô nhóc đó trước khi yêu mày thì nó đã từng tán hết họ mấy đứa chơi với nhau rồi. Xong tới mày, tự dưng mày lại bị phải lòng nó. Nên bọn tao cũng không có cách nào để lôi mày ra hết. Ủa thật hả? Sao mày không nói chuyện này cho tao biết sớm hơn? Lúc đó tao nói kiểu gì mày cũng nói tao nói xạo, tìm cách để chia rẽ chúng mày. Nên tao cũng không dám nói. Ai, không ngờ mọi chuyện nó lại đi xa đến vậy luôn á.
nên là bây giờ rất có thể là nó đang quen thêm một đứa khác nên không có thời gian để chơi game với mày. Chà, không có chuyện đó đâu, mày nghĩ hơi quá rồi đó. Thì tao chỉ đoán thế thôi, còn đúng hay không mày phải tìm hiểu mới biết được chứ. Khó nhỉ, giờ phải làm sao đây? Mà mày còn yêu cô nhóc đó còn nhiều phải không? Bảo không yêu thì nói xạo, nhưng mà nếu nó lừa dối tao thì chắc chắn tao sẽ không một chút tiếng nói. Ghê ta, bạn tao trưởng thành rồi sao? Mà có chuyện gì cảm thấy không ổn thì cứ kiếm tao nhé. Đúng là bạn tốt. Cảm ơn mày nhiều nha. Giờ mình nên làm gì nhé? À, cái cậu Quỳnh FF đó có chơi với nhiều mình, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được. Để mình mời cậu ấy thử, không biết có vô không nữa. Ai đù, nhớ tôi quá nên mời hả? Nè cậu, nói cái gì vậy? Nhiều tôi mà nghe thấy là cậu xong đấy nha. Có người yêu rồi luôn hả? Nhỏ nào đen lắm, mới với được người như anh á. Cậu được lắm, dám nói tôi như vậy. Ủa, thế không đúng hả? Mà người yêu cậu là ai vậy? Là ai thì hỏi làm gì? À mà mình đang muốn nhờ cậu ấy giúp mình mà nhỉ, quên mất, nhẹ tí thì quên nhiệm vụ. Nè cậu có chơi với tiền mà cậu không biết tiền là người yêu mình hả? Cái gì cơ? Tiền bạn mình sao lại là người yêu của cậu? Nè cậu giỡn mặt hả? Có nhầm cái gì không đó? Thật mà cậu, mình là người yêu của tiền đó. Mà sao cậu lại biết tiền là bạn của tôi? Hôm bữa mình thấy cậu với nhiều mình chơi với nhau, mình theo dõi mà. Mới đầu cũng bất ngờ ghê á, không ngờ cậu lại quen nhiều mình. Ê, nói thật với cậu nha, mình có quen Tiên và cũng biết người yêu Tiên luôn. Nhưng mà không phải là cậu, tự dưng cậu nói là người yêu của nhỏ bạn mình hoang mang quá. Cậu nói cái gì cơ, vậy chẳng nhẽ cô ấy cắm sừng mình sao? Này cậu có chắc là cô ấy có người khác không? Mình chắc chắn với cậu luôn đấy, bữa có giới thiệu cho mình biết mà, sai thế nào được. Tí nữa cậu mời bạn nam đó vào thì mình mới tin, chứ cậu nói vậy thì mình không tin đâu. Ok luôn. Ủa, vậy cậu cũng là người yêu của nhỏ bạn mình luôn sao? Đúng vậy, tụi mình yêu nhau cũng gần được 2 tháng rồi. Ôi vai, không ngờ nhỏ bạn mình nó lại như vậy luôn á. Sao có thể yêu hai người cùng một lúc thế này? Nếu đây mà là sự thật thì mình không còn tin vào tình yêu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, sao nhỏ bạn mình nó lại quá đáng như vậy nhỉ? Buồn quá à, không biết mình nên làm gì nữa. Cậu yêu dính người tồi rồi. Sao cậu lại nói bạn của cậu như vậy? Thật ra là mình chơi với nó cũng chỉ vì lý do nó nợ tiền mình chưa trả, nên là mình phải cố gắng, chứ mình cũng chả ưa gì nhỏ đó cả, nó toàn chơi xấu mình thôi. Ôi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao cô ấy lại là con người như vậy được nhỉ? Mà tới tận bây giờ mình mới biết. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, người như vậy không đáng đâu. Tốt nhất là cứ độc thân như mình, chả phải suy nghĩ nhiều mà vẫn vui vẻ mỗi ngày. Cậu độc thân không cảm thấy cô đơn sao? Cũng một chút, nhưng mà cho dù không có cũng chả sao, miễn là cảm thấy vui là được. Chứ ai như cậu, yêu mà không tìm hiểu kỹ người ta, rồi giờ thấy rồi đấy, tí nữa cậu còn sốc nữa. Cậu không tin cô ta yêu một người khác đúng không? Đợi xíu mình mời vào cho cậu xem. Đây nè, chính là bạn nam này. Có chuyện gì mà tôi vậy? Bạn ơi, bạn là người của bé Tiên đúng không? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Đấy, cậu thấy chưa? Mình không hề nói sai nhá. Tại sao mọi chuyện nó có thể tồi tệ đến như vậy cơ chứ? Cậu phải bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói nghe coi, nãy giờ chả hiểu cái mẹ gì. Mình với cậu đang yêu cho một người đó, cậu có biết không? Cái gì cơ? Sao lại như thế được? Vậy là mày cũng là người yêu của bé Tiên hả? Đúng rồi cậu, mình không ngờ cô ấy lại đối xử với mình như vậy luôn á. Công nhận như vậy là không được tí nào nhờ. Nhưng mà mày yêu em ấy lâu chưa? Trước tao hay sau tao? Mình yêu em ấy gần 2 tháng, còn cậu thì sao? Yêu lâu như vậy, bảo sao cô ấy chán đi kiếm người khác cũng đúng thôi. Cậu nói vậy là có ý gì? Bộ mày không hiểu hả? Ý tao là em ấy yêu mày chán quá nên mới tìm tới tao. Tức nghĩa cậu là người đến sao sao? Đúng rồi đấy, làm sao hả? Vậy trước khi yêu em ấy, cậu có biết em ấy có người yêu rồi không? Ta nói thật là có hay không cũng chả quan trọng, bởi vì một khi ta đã muốn thì người đó phải là người yêu tao. Xem ra anh cũng không phải là một người tử tế nhỉ? Việc của cô à, mà cô chen vô, tốt nhất là im lặng nghe không? Anh có quyền gì mà bắt tôi im lặng? Tí tuổi anh nói hỗn láo. Này, đừng có nghĩ là tôi sợ cô nhá, cô chả là cái đất gì cả. Thế anh nghĩ tôi sợ anh à? Anh nói có duyên ghê ha. Thôi cậu ơi, mình không muốn nói chuyện của mình liên lụy tới cậu đâu. Không sao đâu cậu, mình bênh vực lẽ phải thôi. Ô hay, ý cô là tôi sai hả? Tôi là trái hả? Chứ sao, cách anh nói chuyện nó đã thể hiện rõ anh là người xấu rồi. Má, tôi hơi bị cay cô rồi đó nha. Tính ra chúng ta cũng quen nhau khá lâu, vậy mà cô chả đàn nang tôi gì cả, ngược lại đi bênh vực người khác. Vậy thì anh phải xem lại cái thái độ với cách cư xử của anh rồi, khó chịu vô cùng luôn. Thôi, để tôi giải quyết nói chuyện này rồi xử có sao. Này thằng kia, tuy ta là người đến sau nhưng mà người có ấy yêu là tao, nên là tự giết đi nhé. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Chứ mày muốn tao nói như nào, hay là mày muốn tao phải tránh xa cô ấy ra, nằm mơ đi nhé. Người con gái như vậy, đáng để tranh giành sao hả Lộc? Cậu ấy nói cũng đúng nhỉ, ai, mình bị làm sao vậy trời. Nhường cho anh ta luôn đi, mình khuyên thật. Nhưng mà mình còn yêu em đấy cậu à. Yêu một người không yêu mình, một người cắm sừng mình, vậy mà cũng yêu được, thì mình cũng chịu cậu luôn rồi. Còn anh nữa,
Tôi biết anh yêu cô ta là có mục đích, chứ loại như anh khó có thể yêu ai thật lòng lắm. Cô cũng hay lắm nha. Nói đúng rồi chứ gì. Thôi thì tùy anh thôi, cứ làm những gì anh muốn đi. Chắc chắn rồi, thứ tôi cần là tiền, ta sẽ ngược cô ta, có hiểu không? Vậy là anh ta yêu em ấy chỉ vì tiền sao? Người ta thường có câu, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, sống sao cho đúng với lương tâm mình đi. Không phải vậy đâu tôi nhé, tôi tự biết. Tôi muốn nói chuyện riêng với Lộc, cô đi ra đi. Nên nhớ, anh ấy mà có chuyện gì là anh không xong với tôi đâu. Sao cô ấy lại quan tâm mình vậy nhé? Nào, ra nhanh lên. Cậu ơi, cậu ra đi, xíu nữa chúng mình nói chuyện sao? Bây giờ thế này đi, tao cũng không thích cãi nhau với mày. Vậy giờ anh muốn gì? Thì giờ hỏi ý kiến cô ấy, xem cô ấy chọn ai thì đứa đó thắng. Lỡ người con gái như vậy mà cũng có quyền lựa chọn sao? Thôi không hèm nhá. À đù, vậy là anh chấp nhận buông bỏ em ấy rồi đúng không? Cũng biết điều đấy. Thôi thì tao thấy mày cũng tội, đừng buông nữa nha. Sớm muộn gì mày cũng sẽ kiếm được người yêu mày thật lòng thôi. Ai, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Có lẽ đây là lần mời cuối cùng mình mời cô ấy, sau này sẽ không có cái tên Phước Lộc GM mời em ấy vào nhóm nữa đâu. Ủa chuyện gì vậy? Sao hai anh lại đứng chung với nhau thế này? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Lộc, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Thôi đi, anh đã quá đủ hiểu con người của em rồi, đáng sợ hả? Nhưng mà... Thôi em ơi, em nói luôn là yêu ai đi, cho nó nhanh, chứ mất thời gian quá à. Ừ thì thật ra em chán anh lâu rồi, em nói sợ anh buồn, nên là em mới cắm sừng anh như vậy. Trước khi yêu, anh nói với em thế nào, nếu chán thì phải nói, em làm vậy là đang không tôn trọng anh đó. Thôi thì em xin lỗi, em cũng mong là anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Em cũng cảm ơn anh thời gian qua đã luôn yêu thương em. Anh quả thật là một người con trai tốt, hãy tìm người xứng đáng hơn nha. Còn giờ ra thôi anh. Ai, sao nghe nó đau lòng vậy? Tại sao em lại đối xử tệ với anh như vậy? Anh đã có yêu em mà. Giờ mình mới hiểu ra, không phải cái yêu thương người ta hết lòng là mình sẽ được đền đáp. Vậy là từ giờ mình sẽ không còn ai để chơi game chung, tâm sự mỗi khi buồn vui rồi. Còn mình nè cậu. Ủa sao cậu biết mình ở đây mà ra vậy? Trước kia mình buồn mình cũng hay ra đây ngắm cảnh với cả trải lòng á. Công nhận cậu giống mình ghê. Ủa vậy hả, trùng hợp dữ ta. Mà cậu giải quyết chuyện kia xong hết rồi đúng không? Đúng vậy, kết thúc rồi cậu ạ. Thôi không sao, cậu phải cảm thấy vui khi đã thoát khỏi cô ta chứ. À mà cũng cảm ơn cậu, cũng đã nhờ cậu nên mình mới biết ra sự thật ngày hôm nay. Chứ không là mình vẫn mù quáng yêu cô ta mà không biết cô ta đang cắm sừng mình luôn ấy. Có gì đâu cậu, chuyện nhỏ ấy mà. Mà cậu buồn chuyện gì thì cứ tâm sự với mình nha, mình sẽ ở bên chia sẻ với cậu. Ê này, sao quan tâm người ta dữ vậy, có ý đồ gì đúng không? Đâu có, chỉ là tự dưng thấy cậu cũng tội nên mình muốn động viên an ủi cậu thôi. Con trai đôi lúc cũng yếu đuối lắm. Cậu ấy quá hận là một người hiểu chuyện mà. Ơ kìa, lại tới nữa hả? Tính chạy đi đâu hả? Không thoát được khỏi tay em đâu. Xin thua đấy. Cậu ơi, mình bị... Bị làm sao cơ? Bị yêu cậu rồi, cậu làm người yêu mình nhá. Ai, làm hết hồn, tưởng mình làm sao đây chứ. Nha cậu, mình muốn được ở bên quan tâm chăm sóc cậu. Không. Ơ kìa, sao lại không? Không thể không đồng ý. À, thành công rồi, Lộc à, em yêu anh. Chỉ còn mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh, bao thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua? Chỉ là vài câu yêu thương.